Tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp vào sáng nay, 28 tháng 6, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, ngoài mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, Đồng Tháp còn phải bảo đảm các mục tiêu tổ chức an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tổ chức kỳ họp đầu tiên sau bầu cử của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng luật định. Để nhanh chóng khống chế tình hình, ông Phạm Thị Nghĩa yêu cầu các ngành địa phương phải quyết tâm cao độ, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung mọi lực lượng, giải pháp, nhất quyết không để ổ dịch tiếp tục lan rộng ra bên ngoài cộng đồng, nhất là tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và các bệnh viện đơn vị khác. Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tuyệt đối bảo vệ an toàn cho các bệnh viện, các khu công nghiệp, Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân cũng như đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Hôm nay ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam. Cách đây 20 năm, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể và các tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình ấm no bình đẳng tiến bộ hạnh phúc đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua nhiều thời kỳ phát triển cấu trúc và quan hệ trong gia đình việt nam có những thay đổi nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước các gia đình hạnh phúc, kinh tế phát triển mới tạo dựng nên một quốc gia dân minh, vững mạnh. Đây cũng là ngày để mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và hoàn cảnh không có bố mẹ. Các cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc. Ngày gia đình Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh những mái ấm gia đình Việt, mà còn là cơ hội để mỗi thành viên thấu hiểu và biết quý trọng hạnh phúc mình đang có. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm, đẩy mạnh kiểm soát mối nguy và cảnh báo nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, về quản lý ngộ độc thực phẩm đã ghi nhận một vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, giới 5 ca mắc, không có ca tử vong. Ngành chức năng tỉnh đã thanh ra, kiểm tra 3.297 lượt cơ sở, trong đó có 2.953 lượt cơ sở đạt, chiếm tỷ lệ 89,57%, 344 lượt cơ sở vi phạm, chiếm tỷ lệ 10,43%, xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở, 10 cơ sở đang thực hiện quy trình xử phạt vi phạm hành chính, và 331 cơ sở có vi phạm nhưng chưa đến mức xử phạt vi phạm hành chính. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Kế hoạch nhằm bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện để trẻ em tỉnh Đồng Tháp có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục ngày càng phát triển toàn diện góp phần hoàn chỉnh các mục tiêu của kế hoạch đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững. Cũng trong hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Bình theo tiêu chí đô thị loại 4 theo đề xuất của Sở Xây dựng. Trong đó, phạm vi nghiên cứu khoảng 1.600 ha trên cơ sở mở rộng không gian đô thị từ thị trấn Thanh Bình ra một phần xã Tân Phú và một phần xã Tân Thạnh. Quy mô dân số dự báo đến năm 2030, dân số khoảng 50.000 người, phù hợp theo tiêu chí đô thị loại 4. Về tính chất, chức năng đô thị, thị trấn Thanh Bình là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã thị trấn trong quyện và giữa quyện Thanh Bình với các quyện thành phố của tỉnh Đồng Tháp. Thị trấn Thanh Bình là thị trấn quyền lỵ, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục của quyện Thanh Bình.